Xin chào các bạn. Hôm nay xúc máy bơm mini số 8 chúng con sẽ được test cái độ đẩy cao của máy bơm không thủy than 24V 33W. Dòng máy bơm đẩy cao 9,5m. Ngày hôm nay thì xúc sẽ test đẩy độ cao là 5m tính từ bơm lên đến ống. Đây. Máy bơm này thì có thông số là 24V, dòng điện tiêu thụ là 1,4A, nếu mà nhân lên thì là tương đương với 33W. Hát mắc là 9,5m, tức là đẩy cao được 9,5m và lưu lượng là 750 lít/giờ. Và đây là dòng bơm không thủy than 24V, có thể ngâm chìm hoặc để cạn đều được. Đây, kết nối với bình ắc quy 24V lithium. Mình ngâm chìm xuống nước nhé. Ngâm chìm nước. Đây là đường ống lên này. Đó, đường ống dẫn lên này. Đường ống dẫn lên của máy bơm nhé. Đó, lên cao này. Máy bơm đang khởi động các bạn ạ. Đó, nước ra đó, rất là mạnh. Đấy. Nó đẩy lên độ cao là 5m. Và nước ra thì hầu như là giảm rất là ít luôn. Đó. Các bác thấy chưa, nước ra rất là mạnh luôn nhé. Đây. Con này dùng để bơm nước lên bể để sinh hoạt. Thế mình thấy là ok. Kích thước nhỏ mà lại giá tiền nó phù hợp. Và đặc biệt là nó chỉ tiêu thụ hết 33W thôi. 33W. Mà nước ra như thế này là ok rồi. Tư lượng này thì mình chưa đo thực tế ở cái độ cao này. Nhưng mà thấy là nó giảm rất là ít thôi. Đó. Ống dẫn lên là ống phi 18. Ống phi 18. Rất ok luôn. Bơm này khá là ok đó. Còn bơm này thì các bạn có thể sử dụng để tưới cây hoặc là bơm nước giếng. Bơm nước giếng đào ấy, giếng khoan thì nó hơi sâu. Giếng đào thì con này là đẩy được, ok. Rất là phù hợp. Ngoài cái việc đẩy cao 9,5m ra thì con này nếu như các bạn có thể cho nó dần xa theo mặt bằng đến 100m. Nó đi theo mặt bằng đó. Mặt bằng có thể đến 100m, hoặc là nếu mà đẩy cao 5m này xong là cho đi mặt bằng tiếp thì có thể được 50m nữa. Nước ra rất là nhiều luôn, rất ok luôn. Quay lại một lần để cho các bác xem. Nó ra đầy ống 21 luôn. Và để mua cái sản phẩm này thì các bác đừng quên liên hệ qua hotline 0386898366, website máy bơm mini 68.com. Xin chào các bạn.